Câu phán nàng chân dài Ngọc Trinh và bụng tham nhà quan. Cô nàng chân dài đang bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giam Ngọc Trinh, từng làm dậy sóng mạng xã hội với câu không tiền cạp đất mà ăn. Ý cô muốn nói rằng thời buổi này mà không có tiền thì chẳng thể nào sống được. Ngày nay việc cạp đất không còn mang ý nghĩa là nghèo rất mồng tơi mà lại mang một ý nghĩa khác. Đó là từ chỉ những quan chức ăn đất, hiểu theo nghĩa bóng là nhờ cạp đất mà ăn nên họ rất giàu, tiền không biết để đâu cho hết. Hầu hết những người quyết định gây ra cảnh dân oan hiện nay đều liên quan đến đất đai. Lấy đất của dân đền bù theo giá nhà nước rẻ bèo, thông qua các dự án cho các doanh nghiệp thực hiện rồi bán ra với giá thị trường, đem lại khoản chênh lệch khổng lồ chảy vào túi quan tham và sân sau của họ. Đây chính là nguồn lợi được xem là vô tận của quan tham khắp nơi, từ trung ương cho tới địa phương. Chân dài Ngọc Trinh và câu nói nổi tiếng của cô. Kỳ họp bất thường mới đây của Quốc hội có quyết định một số vấn đề liên quan đến luật đất đai sửa đổi. Ở kỳ họp này, người dân mong đợi Quốc hội sẽ bỏ phiếu áp thuế cao với người có nhiều bất động sản, để chống đầu cơ neo giá ở mức cao và áp thuế với đất bỏ hoang để tránh lãng phí tài nguyên đất của xã hội. Tuy nhiên, Quốc hội tự xưng là đại diện với hơn 95% là quan chức đã quyết những điều có lợi cho thiểu số có quyền, có tiền và tiếp tục quay lưng lại với phần đông dân chúng. Bất động sản chính là một kênh mà quan chức có thể dễ dàng dùng chính sách để mà cướp lấy về cho mình. Sau đó cho phép các sân sau vào cùng nhau phù phép để mà hưởng chênh lệch số tiền rất khủng. Ngoài ra, khi đã đưa được đất vào tay những người sân sau thì quan chức có thể được loại quả bằng những hợp đồng bất động sản hoặc những bất động sản có giá trị cực lớn. Nếu đánh thuế cao với người có nhiều bất động sản thì quan chức và sân sau là tầng lớp chịu thiệt thòi bởi họ và người thân sở hữu rất nhiều bất động sản khắp nơi tại Việt Nam. Hiện nay giá nhà đất quá cao so với mức thu nhập trung bình của người dân và không loại trừ khả năng nó sẽ tiếp tục bị đẩy lên cao hơn nữa. Sau khi thị trường tan băng, nếu là nhà nước muốn lo cho dân thực sự thì cần phải đánh thuế mạnh vào những người sở hữu nhiều bất động sản. Chỉ khi đó các nhà đầu cơ mới chịu bán bớt nhà đất giúp cho cân bằng với nhu cầu, đưa giá cả trở về mức hợp lý. Chỉ như vậy người dân mới có khả năng với tới được giấc mơ an cư lạc nghiệp. Ông Lê Thanh Hải từng một thời gian dài cạp đất ở Thủ Thiêm. Trong Quốc hội có gần 500 đại biểu, thử hỏi có bao nhiêu người dân trong đó, hết trên 95% đại biểu là quan chức, phần ngoài đảng, còn lại cũng là những người được hưởng nhiều lợi ích của chế độ. Vì vậy, những người ngoài đảng trong Quốc hội cũng chẳng mấy ai đứng về phía tầng lớp bình dân, mà một vài trường hợp hiếm hoi đứng về phía dân thì cũng có nguy cơ bị rước họa vào thân. Như ông Lưu Bình Nhưỡng là một ví dụ điển hình. Cho nên, để có những lá phiếu làm lợi cho dân trong chế độ này gần như là điều không thể. Không như Ngọc Trinh chê cạp đất mà ăn, ngược lại cạp đất là món khoái khẩu của quan chức đảng viên Đảng Cộng sản. Vì lòng tham vô độ, họ không bao giờ để cho những dự luật mang lại tính bất lợi cho họ được thông qua. Làm quan muốn giàu to thì chỉ có cạp đất là mau giàu nhất. Vào năm 2023 có đến hơn 5.000 doanh nghiệp bất động sản phải đóng cửa, phá sản. Tình trạng đất đai bị thổi giá qua bao nhiêu năm đã khiến cho thị trường tắc nghẽn không thể lưu thông được nữa. Đối với doanh nghiệp bán rẻ thì lỗ, mà bán cao thì chẳng ai mua. Đường nào doanh nghiệp cũng khốn đốn, vì thế mà hàng loạt doanh nghiệp bất động sản phải giải thể. Doanh nghiệp nào không có thế lực chính trị đỡ đầu thì sẽ không thể trụ vững, còn những doanh nghiệp cấu kết với thế lực chính trị tiếp xúc với loại đất vàng mà giá rẻ thì còn có thể cầm cự qua ngày. Ngoài ra, doanh nghiệp sân sau rất dễ vay vốn của ngân hàng, vốn ưu đãi hơn là doanh nghiệp không có thân hữu trong đảng. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam cũng phải thừa nhận có nhiều người cạp đất. Tầng lớp quan tham không thiếu tiền nên họ có thể giữ đất bao lâu cũng được. Họ có thể để cho đất hoang hàng chục năm vẫn không hề hấn gì và chính họ đã góp phần tạo nên sự méo mó của thị trường bất động sản hiện nay. Tháo gỡ khó khăn cho thị trường không khó, cái khó nhất là quan tham không thể chấp nhận những điều luật gây bất lợi cho họ và những doanh nghiệp
sân sau của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin Câu phán của nàng chân dài Ngọc Trinh và bụng tham nhà quan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Ai mong ông Tổng trầu trời bằng Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng. Ông Nguyễn Phú Trọng còn quyền lực là ông còn đốt lò, bởi lâu nay đốt lò đã là thương hiệu của riêng ông. Trước đây các đồng chí của ông cũng thanh trừng nhau nhưng kín đáo và không làm đại trà như ông. Họ tạo áp lực tố cáo nhau trong đảng và thậm chí thuốc nhau đều là hình thức rất kín đáo. Riêng ông Trọng thì dùng chiến lược đánh tham nhũng để loại bỏ hàng loạt những kẻ ông không vừa mắt. Các nước dân chủ cũng diệt tham nhũng nhưng họ sử dụng pháp luật chứ không cần phải có một cá nhân nắm quyền lực tuyệt đối để mà làm điều đó. Đấy là chống tham nhũng bằng pháp quyền. Cách chống tham nhũng này không tha bất kỳ ai và soi rọi vào mọi lúc, mọi nơi trong bộ máy của nhà nước. Cách chống tham nhũng như thế mới giữ được cho nhà nước trong sạch. Ông Nguyễn Phú Trọng còn sống thì ông còn áp đặt luật chơi cho mình. Còn chống tham nhũng như cách ông Trọng thực hiện là do cá nhân ông muốn chứ không phải do luật pháp thực thi. Đánh tham nhũng kiểu ông Tổng Trọng là đánh từ trong đảng mà đánh ra. Nghĩa là trong đảng phát hiện trước rồi xử lý kỷ luật, sau đó luật pháp chỉ làm theo chỉ đạo của đảng mà thôi. Một mình ông Trọng làm sao có thể nhìn thấy hết được những ngóc ngách của cán bộ, ban, ngành và các địa phương trên cả nước. Thế nên ông chỉ đánh ở những nơi, những người ông nhìn thấy và bỏ sót những người ông không nhìn thấy hoặc giả vờ không thấy. Cho nên cách chống tham nhũng của ông không thể làm trong sạch cho đảng được. Làm trong sạch nhà nước mà chỉ quét đi thành phần ông cần lọc bỏ, tức là những kẻ không thuộc hệ sinh thái quyền lực của ông. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam là nơi đang nhận nhiệm vụ lên danh sách những người cần đánh và xướng tên họ ra trước công chúng cho báo chí đăng tải. Mỗi kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là một lần quan chức hồi hộp, lo sợ liệu rằng ông Trần Cẩm Tú có xướng tên mình hay không. Một khi đã bắt xướng tên thì xem như tương lai mịt mù, tăm tối, nhẹ thì khiển trách, nặng thì cho vào lò. Nhiều người đang đợi Trần Tuấn Anh sẽ đợi mức kỷ luật cao nhất như thế nào. Vào ngày 19 tháng 1, ông Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp lần thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Lần này, ông Tú lại réo tên ba nhân vật lớn một lần nữa, đó là ông Trần Tuấn Anh, trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng, và ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trước đó một tháng, trong kỳ họp lần thứ 34, ông Trần Cẩm Tú đã cho réo tên ba người này. Đây được xem là hành động nêu danh sách, trình Bộ Chính trị xem xét mức án kỷ luật. Ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng, ai cũng biết những trò đưa củi lên thớt như thế này là do ông Trọng đạo diễn sau màn. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn lấy danh nghĩa là Bộ Chính trị để quyết định mức án kỷ luật, trong khi Bộ Chính trị hiện nay phe ông Trọng chiếm quá nửa, nên xem như Bộ Chính trị sẽ quyết định theo ý của ông. Nhưng những người bị ông Trần Cẩm Tú réo tên cũng chưa phải là đã hết tương lai, mà có khi đó chỉ là đòn cảnh cáo. Hình thức kỷ luật cảnh cáo nhẹ nhất vẫn được giữ, có thể được xem là xóa án. Trường hợp ông Đinh Tiến Dũng là một ví dụ. Ông Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng giờ như cá nằm trên thớt, ăn ngủ không yên vì có thể bị hốt bất cứ lúc nào. Hiện nay các ông Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng vẫn chưa biết bản án bản thân sẽ bị bổ hình thức kỷ luật nào. Nếu nặng có thể sau Trần Cẩm Tú thì Tô Lâm sẽ kéo quân đến nhà. Những người bị réo tên này chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Luật chơi ông Trọng đặt ra là thứ đã khiến cho bao quan tham không thuộc phe ông Tổng phải khiếp sợ. Có lẽ hiện nay không ai mong muốn ông Tổng Trọng về trầu trời bằng ba nhân vật đang bị réo tên này. Trong lúc nằm trên miệng lò đang cháy mà lại có quốc tang thì xem như ba nhân vật này thoát nạn. Ông Trọng dựng lò chống tham nhũng, đình đám, rồi cũng sẽ tắt mà thôi, bởi việc đốt lò là việc của ông Trọng. Sau ba tấc hơi của ông thì mọi sự
lại đâu vào đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Ai mong ông Tổng trầu trời bằng Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.